Vợ của cố đệ nhất danh ca Út Trà Ôn qua đời. Mẹ của ca sĩ Bích Phượng, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã từ trần lúc 7 giờ 45 phút ngày 2 tháng 8, hưởng thọ 85 tuổi. Bà là vợ của cố đệ nhất danh ca nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn. Đông đảo nghệ sĩ đồng nghiệp đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình của ca sĩ Bích Phượng. Lúc còn trẻ, bà là một cô gái ở quê lên Sài Gòn phụ người dì bán cơm. Nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn thời đó đăng ký cơm tháng nên mỗi ngày bà đến giao cơm cho ông rồi bén duyên và nên đôi vợ chồng. Ông bà chung sống hạnh phúc hơn 60 năm, có với nhau 7 người con, 3 trai 4 gái, duy nhất có ca sĩ Bích Phượng nối nghiệp cha. Trước đây anh tôi là trường thọ có theo nghề cùng cha về đoàn cải lương Sài Gòn, đóng vai ba phụ. Ba tôi chăm lo cho các con đầy đủ, ân cần dạy bảo, nhất là động viên việc học nên anh chị em nhà tôi đều học hành đến nơi đến chốn. Sau này anh tôi rồi khởi ngành, chuyển sang công việc buôn bán, cha tôi cũng ủng hộ, mẹ tôi là điểm tựa vững vàng để ba tôi yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Nhiều ngày qua mẹ tôi trở bệnh nặng, bệnh tim mạch, phổi khiến mẹ tôi khó thở. Mẹ tôi ra đi trong niềm đau của anh chị em chúng tôi. Khi ba tôi qua đời, gia sản để lại chỉ là những bài vọng cổ vang bóng một thời, ngôi nhà từ đường và những vali đựng đầy kịch bản. Mẹ tôi lại tiếp tục tần tảo để nuôi các con, chăm lo cho các cháu. Ca sĩ Bích Phượng ngậm ngùi khi nói về cha mẹ. Tang lễ vợ nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn được tiến hành tại Tư Gia, 576 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan được tiến hành 6 giờ sáng ngày 4 tháng 8, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.